Chào mọi người, hello mọi người. Hôm nay mình thử mình làm nhiều bằng lá chuối nha các bạn. Đây là lá chuối nè, cái chuối nè. Giờ mình sẽ cắt lá chuối vô mình làm thử nhiều bằng lá chuối nha. Đây là hai cái lá chuối mà mình mới cắt vô các bạn. Đây mọi người thấy không ạ? Đây hai lá chuối nha. Dạ mình sẽ làm nhiều bằng hai cái lá chuối này. Đây là cái phần thân con diều mình cơ bản mà hoàn thành nha các bạn. Đây giờ mình sẽ chuyển qua mình làm cái phần đuôi. Giờ mấy cái lá này mình sẽ ngắt ra mình làm đuôi nha các bạn. Mình làm hoàn thành nha các bạn. Đây con diều bằng lá chuối nha, mình làm hoàn thành rồi nha. Đây cái đuôi đây. Mình sợ cái đuôi nó nặng nên mình làm nó nhỏ thôi. Rồi con diều lá chuối nó nặng mà. Rồi. Đây là con diều mình hoàn thành nha. Các bạn xem lại xem. Rồi. Giờ mình sẽ cho nó bay thử nha các bạn. Cho nó bay thử coi nó bay được không nha các bạn.
Giờ hiện tại giờ cũng có gió rồi. Đây nhiều lá chuối nha các bạn. Đâu nhiều cá mập, đâu nhiều cá mập nãy. Dạ trong mấy kia kìa. Dạ. Rồi giờ mình thử, mình thả thử nha. Bây giờ cũng có gió rồi. Đây. Nhiều bằng lá chuối nha. Không biết banh sát không? Lắm đấy. Đó bây giờ mình sẽ thử mình thả nha các bạn. Thử mình thả nhiều nha. Rồi bây giờ mình buộc dây vô rồi mình thả thử coi nó bay không nha các bạn. Giờ gió cũng có mạnh nè. Rồi ok. Lửa xuống mua lờ mờ các bạn ơi. Lửa xuống mua lờ mờ hả chứ. Không chịu mờ, không chịu mây đâu. Nãy giờ mình thử cho nó bay lên mà không thành công nha các bạn ơi. Đây, nhiều nó quá nặng. Nhiều nặng quá nó bay lên cái nó hạ xuống à. Hạ xuống ngay tại gió không có được mạnh nữa. Chứ không nghĩ nó nặng quá nó bay không nổi đâu. Ui, chạy nãy giờ mệt quá trời luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video ha. Nhớ đăng ký subscribe ủng hộ kênh nha. Đây, con diều của mình làm công phu nguyên buổi nay nhưng mà không có thành công rồi. Rất là buồn. Nhưng không sao, vui là được rồi. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn ở video lần sau. Bye bye.